Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá cái hành tinh lạ lẫm này nhá. Mình đang bị chấn thương rồi. À không, thanh niên này chứ, thanh niên này bị chấn thương ở chân rồi. Đây là một hành tinh rất là lạ. Có lẽ là lần đầu tiên chúng ta đến với hành tinh này. Mọi thứ đều rất lạ lẫm luôn. Bị rơi xuống hố rồi. Ồ, đây là đâu? Đi tiếp thôi. Hành tinh toàn màu đỏ. Asia Lhasa. Cái tên của hành tinh này không nhỉ? Ui, mặt trời gần thế, sáng rực luôn. Từ cái ảnh này sang bên này cho đỡ bị che cái bộ phía trước. Chúng ta chỉ cần nhìn vào phía sau thôi. Okay. Ui, bầu trời đổi thành màu tím rồi này. Lại đi vào vùng tối rồi. Ố, ở bay sang hành tinh mới à? Như kiểu là đi trên sa mạc ấy. Bão cát này. Sepper Crystal Sand. Ôi, cứ đi như thế này á. Đi trong vô định. Không biết tới đâu. Và cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu. Lại đi tiếp rồi. Lại sao một cái hành tinh lạ. Nghĩa là sao? Chúng ta cứ đi như thế này à? Tôi cứ đi xem. Thanh niên này được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại ở trên người. Có cả đèn chiếu khi mà trời tối buông xuống, tự bật sáng. Nhưng mà ở đây thì không có oxy nên vẫn phải đeo cái bình khí để thở. Kiệt sức rồi, gục luôn ở đây rồi. Ồ, trong hang có cái gì phát sáng đấy kia. Ôi, hình như có người cứu cái thanh niên này hay sao ấy. Đây, ở trong này, đứng lên xem nào. Ở trong này là giống như một cái hang. Ốp, khỏe người này, có thể chạy đi chạy lại được rồi. Ồ, ai cứu nhỉ? Tôi đi xuống dưới đây xem. Wow, cái hang rất là sâu rồi. Đây là đâu? Đẹp thế. Ui. Sao luôn? Ôi, cả hai con gì đấy? Ồ, bay qua đây luôn. Ý à, nhảy được nữa này. Ui, hành tinh này đẹp thật đấy. Ôi. Nhưng mà đến đây là dừng rồi. À, leo. Ui, hà mã à? Rồi, hành tinh này đẹp thật đấy. Sao lên đây bây giờ? Phải lấy đá được không? À, đúng, phải lấy đá. Ây da. Đèn gì? Kéo lên đây. Người sao? Không lên được. À, lấy đà. Ui, chuyển thành màu tím nữa này. Nắm lại tím, đẹp thế. Đi khám phá hành tinh này cũng thú vị chứ. Đẹp cực luôn. Thật sự đẹp. Mọi thứ đều rất lạ lẫm nhìn cũng rất là đẹp. Ôi, ôi, wow. Lắm ạ. Nhảy đến đây. Ok. Ôi, nhảy nhanh. Lên, leo lên trên đỉnh núi này. Mọi thứ bắt đầu nguy hiểm hơn rồi đấy. Có những dấu hiệu của sự nguy hiểm. Ai, bầu trời đêm này. Ui, đẹp thế. Một hành tinh xinh đẹp nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có tiếng gì vậy? Sói à? Nguy hiểm nhỉ? Một mình ở trong rừng như thế này cũng sợ phết đấy chứ. Ui, cái gì đây? Hiện cái gì đến nhỉ? Hay là cái gì? Ồ, ấn phím O rồi cái kẻ này nó thấp xuống. Nó sẽ hạ thấp xuống. Thật sự. À, ý niệm, ý niệm. Ý niệm. Giống như kiểu niệm thần chú trong đầu vậy. Nhìn thế này. Nâng lên à, không được, không nâng được nữa. Phải đứng đúng cái vị trí thì mới niệm được. Chơi game này thì chuột không tác dụng gì. Chỉ có thể sử dụng bàn phím thôi. Oh. Ui, tượng người à? Nghe cái tiếng sói nó gần thế. Bây giờ thì sao? Đúng rồi. Xong rồi leo lên. Số lại hơi trơn. Chui qua đây. Đi tiếp. Có chỗ để qua không? Có chỗ qua. Để đến đây. Đảo lên. Nó đổ bây giờ. Đường đi có ít nhảy xuống đây nhé. Ui. Giờ cứ thế là leo luôn. Sắp lên tới đỉnh luôn này. Uầy, lên tới đỉnh luôn thật. Vẫn chưa thấy có điều gì khác lạ đây. Nó lại cho mình một cái tảng đá này này đây. Không biết ở đây làm gì. Tiện đường thì mình sẽ mang theo luôn. Lên trên cái nóc này. Sau đó thì ném lên. Ủa. Ô. Ném xuống đấy để nhảy xuống à? À. Đây gần cùng. Đây có cái gì vậy? Có để kéo được cả cái này luôn. À, kéo lên trên để nhảy lên đây. Cái viên kia rơi xuống dưới ở đâu? À, vẫn lên được. Ui, nghĩa là nhảy sang đây phát là như vợ liên tục đã rơi có thể đoán. À, cái gì đấy? Mấy quả bóng tròn kia có gì? Chẳng có cái gì luôn. Cứ đi thôi. Ô, có thể điều khiển được này. À, điều khiển được. Trời sáng, trời tối. Rồi, không sao. Lên chân kia. Đây. Ý là sao này? Có nghĩa là phải điều khiển cho cái hòn đá này nó cần như thế nào đấy theo một cái quy luật nào đó. Ý niệm thánh chú. Như này. Đoạn này không hiểu đi nhá. Chuyển ngày với chuyển đêm, sau đó thì mọi thứ nó lại giữ nguyên luôn. Ô giờ tối om rồi. Cái gì đây? Trái đất này sao chuyện? Đây là mô hình rồi. Mình đang bị rơi trong cái mô hình gì ấy. Điều khiển mọi thứ đấy. Không điều khiển được nữa. Uầy, sao đỏ rực lên ấy? Chói mắt nhé. Đỏ rực luôn. Thành đỏ lòm này. À, tôi bom rồi. Ôi, nhà máy này bị nổ rồi. Nhà máy bị hỏng rồi. Ui, cái gì kia? Có cái con gì vậy? Có cái con gì nhỉ? Ra đây xem. Robot rồi. Sao có cái gì đấy? Có con đá nào ở đây không? Quay ngược lại này. Sao có cái gì? Không thể quay về được, chỉ có thể đi lên thôi. Nhưng mà đi đến đây thì nó bị mắc kẹt mọi thứ. À, vẫn qua đường này. Tại sao một vùng đất mới? Nó sinh vật gì nhỉ? Từ có một cái robot rồi. Biết nó là phe mình hay là phe kẻ xấu đấy. Thêm một cái phi thuyền nữa đây. Mình cũng không biết bọn nó là ai, tốt nhất là cân nắp gì vậy. Khá là nguy hiểm đấy. Có khi nào là cái bọn robot mà nó đang đi săn lùng, mình không nhỉ? cái con gì này. À không, con này lúc đầu mình gặp ở trong đầu game đấy, nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại thành ra như này. Như rồi hành tinh này bị sắp định nổ rồi hay sao ấy. Ui. Rồi quay lại cái đoạn này, phát trời tối om. À đâu, trời sắp sáng đấy. Chỗ này là kim thực đấy. Nhẹ lên đây. Ui, trời sáng luôn. Nó nhả laser. Ui. Đây là đâu? Ui lại. Phải xuống dưới đây. Chúng lại lạc vào trong rừng. Ui trời tối nữa. Trời tối om này. Trong cái khu rừng này có vẻ bình yên đấy. Cái gì vậy? Cái tiếng gì nhỉ? Như tiếng chuột đấy. Lại leo lên trên này. À tiếng rơi, chắc là tiếng rơi. Tiếp tục. Bây giờ sẽ đi đâu? Ồ. Trong khu rừng vắng lặng, trời tối om, không có một ai ở trong này. Mày, chỗ này bị ấy rồi đâu, không lên được. Chắc có cái gì để đẩy ra đây, chắc phải cái gì nữa. Sao đâu mình không nhìn thấy gì vậy? Đấy. Lên cái động này. Wow, lên nào. À nhảy qua đây. À nhảy lên cái tảng đá này. Trời tối ôm nhỉ. May mà mấy cái cây này nó phát sáng, cho nên là cũng đỡ. Rồi lại sang bên này. Mới công nhận mấy cái game phiêu lưu kiểu như thế này cũng hấp dẫn thật đấy. Nó làm cho mình có cái cảm giác cứ có một cái khung cảnh này, nó cứ sáng lung linh. Nấp cũng có một chút hồi hộp nữa, nó làm cho mình có một. Ô, nó phát hiện ra được. Trời sáng luôn. Từ có một số ở đây này. Quái. Nấp ở đây, nó đứng im ở đây luôn. Không chịu đi luôn. Đúng như đây không nhìn thấy. Rồi cứ chạy xuống bên dưới là nó phát hiện ra. Thôi trên này này. Xong trên này kìa. Xong rồi. Lên đây. Tiếp tục cuộc hành trình. À, xem đã có một con số 4. Tôi chết chưa? Chưa. À nó bắn mấy phát hơi rát nhưng mà đợi lúc nó hồi lại là được. Chỗ này có cái gì không? Tối quá. Đèn đâu rồi? Hết pin kìa. Quay lại ra một vùng đất mới. Mãi mà không tìm thấy được phi thuyền của mình đâu. Cứ chạy như thế này thôi sao?